chào mọi người ha. Mình đến từ trung tâm Trung Tâm và sáng ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6. Thì trung tâm mình cũng vừa nhận được visa của một bạn. Bạn tham gia chương trình một ngày nhận hàng ha. Thì mình cũng rất là vui vì trong cái thời điểm tâm dịch như thế này mà visa của mình liên tục về đều. Và bây giờ thì mình mời các bạn cùng với mình khui cái visa này các bạn nha. Và đây là visa của bạn Phan Thanh Minh. Bạn đến từ thành phố Vinh, Nghệ An, và bạn đã tham gia chương trình du học nghề nhằm nhãn hàng, và bạn sẽ nhập học vào học kỳ ngày 1/7/2021 ha. Và bạn sẽ nhập học học nghề ở bang Maine. Lương của bạn á thì năm nhất của bạn được 1.951 euro ha, năm 2 bạn được 1.006 euro, và năm 3 của bạn được là 1.174 euro. Và đặc biệt là bạn được doanh nghiệp hỗ trợ chi phí ăn tại doanh nghiệp ha. Và bạn đã có visa sau 2 tuần nộp hồ sơ xin visa tại VFF. Bây giờ một lần nữa thì mình cũng xin gửi lời chúc mừng đến bạn Phan Đăng Minh. Minh đã nhận được visa và mình cũng rất là vui, đồng thời cũng rất là cảm ơn Minh vì Minh đã rất là tin tưởng trung tâm mình. Vì cái quá trình học tiếng của bạn thì bạn học tại thành phố Vinh từ A1B1, và bạn gửi hồ sơ vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để trung tâm hoàn tất hồ sơ cho bạn. Mình cũng chúc những cái bạn hiện tại đang học tiếng Đức tại trung tâm, những bạn đang có B1, chuẩn bị thi B1 thì sẽ sớm đạt được kết quả thi thật là tốt, đồng thời thì cũng sẽ sớm nhận được visa giống như Minh.